Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hòa Tình Đốn. Sorry, kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự để yểm trợ cho công cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của sinh viên Hồng Kông. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bản tin của những người yểm trợ cho cái phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, đặc biệt những sinh viên Hồng Kông đang tranh đấu để mà đòi cái quyền làm chủ cái lãnh hải và lãnh thổ của họ. Và trong cái cuộc tiếp xúc ngày hôm nay, chúng tôi cũng hân hạnh để gửi đến quý vị anh Nguyễn Di, người đã có mặt vào ngày sáng hôm nay và lúc 11 giờ trưa ở tại trước Tòa đại sứ Cộng sản Trung Cộng. Cũng kính thưa quý vị rằng là khi mà chúng ta nói cái vấn đề lãnh thổ, lãnh hải thì nó cũng liên quan tới cái vấn đề lãnh thổ và lãnh hải của đất nước chúng ta. Do đó lý do tại sao mà những người Việt Nam rất là gọi là cảm thấy rất là cần có làm cái gì đó để mà chúng ta có thể đẩy mạnh cái những cái việc làm của những người Hồng Kông, rồi sau này khi mà kết quả cụ thể nó xảy ra được là đòi được cái quyền tự do hay là đòi được cái quyền làm chủ đất nước thì nó có thể lan tràn đến Việt Nam. Cái điều đó là điều rất là quan trọng và lý do tại sao mà chúng tôi theo dõi rất là sát. Và hồi sáng này đó là một cái cuộc gọi là tiếp xúc báo chí mà anh Nguyễn Di đã có mặt để mà tường trình gửi đến quý vị. Cái cuộc tiếp xúc này là nhằm để cho những người mà đại diện cho những người yểm trợ những sinh viên Hồng Kông hay là yểm trợ cái vấn đề mà vận động dân chủ cho Hồng Kông đó có cơ hội để mà tiếp xúc lại báo chí. Thì cùng lúc vào ngày hôm nay thì vào buổi chiều sẽ có một cuộc biểu tình, một cuộc tuần hành đúng hơn để yểm trợ cho tinh thần của sinh viên học sinh Hồng Kông đang đòi dân chủ. Cuộc tuần hành đó sẽ được kéo dài từ số 1520 đường số 18 Northwest, sẽ đi bộ dọc theo đường 18 xuống tới công trường Lafayette ngay tòa Bạch Ốc để mà nói lên tiếng nói của họ và kêu gọi. Đặc biệt kỳ này họ muốn kêu gọi là tổng thống Obama hoặc là cái nền hành chính của Obama hay là cabinet của Obama hay là đặc biệt Hoa Kỳ ủng hộ cho công cuộc vận động đòi dân chủ của họ. Và sau đây là những thước phim mà chúng tôi có được từ anh Nguyễn Di gửi về. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Nguyễn Di, hiện giờ chúng tôi đang có mặt trước tòa đại sứ của Trung Cộng để theo dõi cuộc tiếp xúc giữa những người yểm trợ cuộc cách mạng dù xảy ra tại Hồng Kông với các cơ quan truyền thông báo chí. Và sau đây chúng tôi có một cuộc phỏng vấn với nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Chào Duy, chào Võ Thành Dân và chào kính chào tất cả quý khán thính giả của SBTN Washington DC. Nguyệt Ánh cũng như tất cả những người Việt Nam cùng chung một cái khát vọng muốn có được dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam. Thì trước những cái việc đang xảy ra, các em sinh viên Hồng Kông và cũng như đồng bào Hồng Kông đòi dân chủ và tự do, thì cái đó là một cái ước vọng chung của tất cả mọi người trên thế giới. Cho nên là những anh chị em và nghệ sĩ và cũng như trong giới truyền thông và tất cả đồng bào đều rất là nao nức và cố gắng bằng tất cả những cái gì mình có được, yểm trợ được cho cái công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ. Và nếu mà Hồng Kông là một cái bước tiến rất là quan trọng ở trong cái việc tranh đấu cho tự do dân chủ, và hy vọng rằng tất cả những người Việt Nam cũng ở trên khắp cùng thế giới cũng như ở tại quê nhà có thể nhìn thấy được những hình ảnh hay những cái tin tức này và nức lòng hỗ trợ cho cái tiến trình đấu tranh dân chủ đó. Và Nguyệt Ánh cũng hy vọng là một cái ngày thật là gần tất cả những sinh viên và đồng bào ở tại quê nhà cũng thực hiện được những bước tiến quan trọng đó, những cuộc đấu tranh bất bạo động vĩ đại ở ngay trong quê hương mình để đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt, đồng bào Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh mà anh Nguyễn Di thực hiện ở tại phía trước Tòa đại sứ Cộng sản Trung Cộng. Và anh Nguyễn Di và chúng tôi cũng về tới cái nơi mà làm thu hình ngày hôm nay trong phòng thu hình của bản tin Hoa Tình Đốn. Thì sau đây là cuộc tiếp xúc ngắn của chúng tôi và anh Nguyễn Di để tìm hiểu một cái điều rất là đặc biệt là khi mà anh Nguyễn Di thâu được hoặc là nhìn thấy được hình ảnh của nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh hát và tập hát cho những người Hồng Kông và ngay cả những giới báo chí tại đó luôn. Xin được chào Nguyễn Di. Dạ, chào anh Võ Thành Nhân và dạ, chào quý khán thính giả của đài SBTN. Cái cảm nhận của anh như thế nào khi thấy nhạc sĩ Nguyệt Ánh hát với lại những người Hồng Kông và hát với những ký giả để cho tập cho họ cái bài hát đòi dân chủ và tự do cho người Hồng Kông, cái ghi nhận anh như thế nào? Dạ thưa anh Võ Thành Nhân, chị Nguyệt Ánh chỉ rất là nhạy bén trong vấn đề mà sáng tác nhạc. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ vài phút thôi, chị đã thành hình được một vài câu hát, trong đó chị còn pha lẫn vô tiếng tiếng Tàu cho người Hồng Kông hát theo chị.
và cùng nhau hát vang lên. Làm sao mà chị học được mấy câu đó? Lúc đầu thấy chị có tiếp xúc một cái người Hồng Kông, đó là Dr. Giang. Thì Dr. Giang có chỉ cho chị một vài câu tiếng Tàu để đòi dân chủ cho Hồng Kông. Và cái bài hát đó là, kính thưa, bài hát đó là cái bài hát có thể nói rằng là trong cái buổi họp báo, chị Nguyệt Ánh cũng một trong những người đi đến để mà làm tin, nhưng mà đã đóng góp ngoài cái trường một cái tin để cho cộng đồng chúng ta hiểu được cái nguyện vọng của chúng ta đối với lại đất nước của chúng ta, đối với sự yểm trợ của chúng ta đối với lại sinh viên Hồng Kông. Nhưng mà bản nhạc thành thật mà nói đã tạo một cái ảnh hưởng rất là tốt trong cái cuộc sinh hoạt báo chí của những người Hồng Kông và giới truyền thông của Hoa Kỳ hồi sáng hôm nay ở tại trước tòa đại sứ Cộng sản Trung Cộng. Democracy for Hong Kong. Democracy for Hong Kong. Democracy for Hong Kong. Thank you very much. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Kính thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.